Bạn thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thở hết ra cho Giang nào. Namaste. Buổi sáng tập bài này giúp thận của bạn trở nên mạnh khỏe và không lo bệnh tật. Bạn thân mến, sau đây thì Tệ Giang sẽ chia sẻ với bạn 9 dấu hiệu mà có thể bạn nhìn thấy ai đó gặp phải, hoặc có thể bạn nhìn thấy hoặc là cảm thấy trong cơ thể của mình gặp phải, và nó có thể ảnh hưởng đến việc thận của bạn đang bị suy yếu. Bây giờ cùng tìm hiểu bạn nhé. Và ở cuối video thì Giang sẽ chia sẻ thêm các bài tập để giúp bạn có thể luyện tập và luyện tập cùng Giang ngay trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi, dấu hiệu thứ nhất là bạn sẽ cảm thấy là mệt mỏi, và đôi khi là cơ thể nó cứ uể oải mệt mỏi thôi. Có những lúc thì bạn sẽ cảm thấy đau lưng. Thế thì những cái dấu hiệu này nó cho thấy rằng là thận của bạn đang gặp vấn đề. Và đặc biệt là khi mà đau lưng thì nó sẽ ảnh hưởng đến cột sống rất là nhiều, và có thể là đau đáy thắt lưng hoặc là đau cái phần dưới này này. Đó, và vấn đề là ở đây có thể là khi mà đau như thế thì có thể là mình sẽ thấy rằng là mình cần phải thải các độc tố ra bên ngoài. Thì lúc này cái chức năng của thận nó kém đi rồi, thì cái khả năng nó đẩy độc tố ra rất là kém. Vậy thì có thể là do ảnh hưởng là viêm thận, hoặc là có một cái gì đó nó có sỏi bên trong, thì bạn có thể đi khám bác sĩ, được không? Để có thể giúp cho mình giải phóng được những cơn đau này và yên tâm hơn. Và những bài tập luyện tập yoga thì giúp cho thận của bạn khỏe, nó cũng sẽ giúp cho bạn cảm thấy thoải mái ngay trong cái buổi sáng bạn luyện tập mỗi ngày. Rồi, cái dấu hiệu thứ hai đó chính là khi mà bạn đi tiểu, bạn sẽ thấy bất thường. Ví dụ như là dấu hiệu rõ ràng nhất là bạn có thể thấy rằng là nước tiểu của bạn nó có cái màu khác đi, hoặc là nó đi quá nhiều lần. Đó, hoặc là bạn đi quá ít nước tiểu, cái màu nó khác đi. Thì đấy là cũng có thể là do cái bộ lọc thận của bạn nó đã bị yếu đi rồi, nên nó sẽ bị kém hơn. Và cái dấu hiệu thứ ba đó chính là nước tiểu của bạn có máu. Có thể là trong thời kỳ kinh nguyệt thì mình khi mình đi tiểu hay là đi vệ sinh thì có thể là mình sẽ thấy có máu. Nhưng bình thường không có bị kinh nguyệt mà lại vẫn có thấy có vẩn tí máu, thì lúc này thì bạn phải kiểm tra lại, bởi vì nó là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng rồi. Bởi vì nguy cơ là bị suy thận hay là bị mắc các bệnh về thận rất là cao, và chúng ta cần phải đi khám bác sĩ. Và dấu hiệu thứ tư đó chính là cái dấu hiệu mà nước tiểu có bọt. Bình thường thì khi mà chúng ta đi tiểu xong thì chúng ta sẽ thấy có nước bọt. Nhưng cái bọt đấy khi nó đi vào với nước thì nó sẽ ở trong nước và nó sẽ tan đi. Nhưng mà tuy nhiên thì một số loại nước tiểu khi mà để lâu rồi nó vẫn còn bọt, thì đây là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng là cũng có thể là đang gặp vấn đề về thận. Bạn cũng nên đi khám bác sĩ để có thể thấu hiểu hơn cơ thể của mình. Ôi, bạn có biết rằng là khi mà cái dấu hiệu nữa là nó có mùi lạ không? Đó, mùi lạ nó cũng là một vấn đề ha. Và cái dấu hiệu thứ năm đó là chân tay của bạn, nhất là chân của bạn nó bị sưng phù lên, thì đây là một cái dấu hiệu rất rất rõ của bệnh thận. Bạn cần đi khám bác sĩ ha. Bởi vì khi mà chân phù lên thì cái chân, bàn chân nó rất là nặng và rất là khó chịu. Đó. Và dấu hiệu thứ 6 đó chính là chán ăn. Bạn cảm thấy buồn nôn mà có đôi khi là ói mửa. Đấy thì nó cũng là cái dấu hiệu rất là nguy hiểm của bệnh thận. À, lúc này thì chúng ta sẽ nghĩ rằng là bổ sung thêm vitamin này, vitamin kia rồi là giúp cho cơ thể khỏe mạnh hơn. Nhưng không, hãy đi khám bác sĩ bạn nhé. Và cái dấu hiệu thứ 7 đó chính là mắt của bạn sưng lên, sưng húp lên. Đấy thì đây là một cái vấn đề mà có thể trong cơ thể của bạn đang thiếu đi một cái lượng protein, và có thể bạn nên đi kiểm tra hay xét nghiệm lại để xem là cái lượng protein trong cơ thể đang ở tình trạng nào để bổ sung thêm. Rồi, cái vấn đề thứ 8 mà Giang muốn chia sẻ với bạn đó chính là chuột rút. Có thể bạn đang đi, hoặc bạn đang nằm thôi, hoặc bạn đang ngồi thôi, thì nó bị chuột rút. Thì có thể cái vấn đề chuột rút này nó cũng là một cái vấn đề báo hiệu, một cái dấu hiệu cho bạn biết là tình trạng thận của bạn đang bị suy yếu. Và vấn đề thứ 9, cái dấu hiệu thứ 9 mà Giang muốn chia sẻ với bạn đó chính là da của bạn ngứa. Và khi mà có cái việc mà ngứa ở trên da thì bạn cũng kiểm tra xem có thể nó là dấu hiệu do thận. Gan và thận có chức năng giải độc, là thận thì có thể là lọc máu. Tuy nhiên thì gan rất là quan trọng rồi, nhưng mà nếu như thận của bạn được chăm sóc tốt hơn thì còn quan trọng hơn rất nhiều, bởi vì cùng song hành với nó là giúp cho cơ thể của bạn, cho sức khỏe của bạn
trở nên khỏe mạnh toàn diện hơn. Và như lời hứa với bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào bài tập để giúp cho bạn có một bộ phận thận của mình thật khỏe mạnh. Hãy nhớ rằng hôm nay Giang chia sẻ với bạn 6 bài tập để giúp thận khỏe mạnh và phải tập vào buổi sáng bạn nhé. Nếu như không có thời gian tập vào buổi sáng thì sao ạ? Thì bạn có thể tranh thủ lúc nào đấy. Nhưng mà tốt nhất thì nên tập vào buổi sáng sớm. Lúc này nó sẽ gia tăng cái chức năng thải độc cũng như là lọc máu của thận. Hãy nhớ rằng ở bài tập số 6 là một bài tập mà Giang sẽ chia sẻ cái bí mật mà ít người biết đến để giúp cho cái thận của bạn được mát xa. Nhớ là xem hết video này và thực hành cùng Giang ngay buổi sáng ngày hôm nay bạn nhé. Bây giờ trước tiên chúng ta sẽ trở về trong tư thế ngồi như thế này. Bây giờ bạn có thể đổi chân như này ha. Chúng ta sẽ tập luôn. Và cảm nhận, bạn hãy đưa hai tay của mình xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên. Rồi từ đây bạn đặt hai tay thả lỏng trên gối. Chúng ta sẽ thả mềm vai, thả lỏng các đốt sống. Và nhẹ nhàng bạn khép đôi mắt lại, thả mềm hơn nữa. Từ từ vươn dài các đốt sống lưng lên. Sau đó thả mềm các cơ rơi xuống, thả lỏng, thả lỏng. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào một hơi thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, thở hết ra. Lần hai, hít vào thật sâu. Và thở ra thật chậm, bạn thả lỏng và thở hết ra. Lần 3, hít vào thật sâu. Có thể bụng của bạn được căng phình lên. Từ từ thở ra thật sâu, thật chậm. Bạn xẹp bụng lại, kéo rốn về phía cột sống. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn thở hết ra, kéo rốn sâu về phía cột sống. Sau đó bạn hít thở điều hòa, thả lỏng hơn nữa toàn bộ cơ thể, đặc biệt vùng lưng dưới, vùng hông, hai bên lườn. Cảm nhận sự ngồi vững chắc trên hai xương ngồi. Từ từ đưa ý thức quay trở lại nơi đây, tập trung cho buổi tập. Một buổi sáng tuyệt vời giúp thận của bạn trở nên mạnh khỏe để không có bệnh tật. Hai tay bạn đưa sang ngang, hít thật sâu, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, vươn dài các đốt sống lưng, mềm vai. Từ từ thở ra thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Lần hai, hít vào thật sâu, vươn dài cơ thể của bạn nâng lên. Và thở ra thật chậm, thả lỏng cơ thể, xả hết khí cặn ra bên ngoài. Lần ba, xòe rộng bàn tay, hít vào thật sâu, bạn vươn cơ thể dài lên. Từ từ thở ra thật chậm thả lỏng vai, thả lỏng cánh tay, thả mềm hông và lưng. Một lần nữa, hít vào thật sâu, cảm nhận cơ thể được kéo dài trong sự chuyển động. Khí và oxy tươi bơm đầy trong khắp cơ thể. Từ từ thở ra thật chậm, thả lỏng vai và cánh tay, thả mềm hông và lưng, thả mềm xuống. Rồi và từ đây, chúng ta bước về bài tập thứ hai. Bài tập này cũng là một bài tập tuyệt vời để giúp cho thận của bạn khỏe mạnh. Trong tư thế ngồi thoải mái nhất, bạn hãy duỗi gối chân trái của mình ra như thế này. Từ đây, hãy nhấc bàn chân phải đặt vào cạnh gối trái, cạnh ngoài của gối trái. Rồi nhẹ nhàng đẩy thẳng lưng của bạn lên, nhất là lưng dưới. Hai tay bạn đưa sang ngang, hít vào thật sâu, bạn vươn hai cánh tay cao qua đầu, mềm vai của bạn xuống, xoay người qua bên phải, thở ra bạn hạ cổ trỏ tay trái qua đầu gối phải, đưa tay phải ra phía sau, xoay cằm hướng vai phải, đạp gót chân trái ra. Rồi hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5 4 3, 2, 1, từ từ hít vào thật sâu, bạn vươn thân người, nâng hai cánh tay trở về. Mềm mại thở ra, tiếp tục xoay người qua bên phải, lúc này mở rộng hai vai, xoay rộng hai tay, rồi đẩy thẳng lưng, mềm vai xuống, hơi quận mông hướng xuống thảm.
Hai lần nữa hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm, thả lỏng vai. Một lần cuối hít vào thật sâu, vươn lên và thở ra nào. Rồi từ đây, thở hết ra bạn chắp hai tay lại phía trước ngực, mềm hai vai xuống đạp gót chân ra. Lúc này cột sống của bạn đang được thư giãn và vặn xoắn. Các tư thế vặn xoắn giúp cho thận của bạn trở nên khỏe mạnh để có thể thải lọc được các độc tố ra bên ngoài. Rồi từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn xoay thân người trở lại, vươn hai cánh tay, nâng lên, mềm vai, thở ra, bạn thả lỏng hai tay xuôi theo thân. Chúng ta cùng đổi bên, rồi bạn hãy duỗi gối chân phải ra như thế này, co gối trái lại đặt phía cạnh ngoài chân phải, sau đó nhớ đẩy thẳng lưng của bạn lên như này ha. Hai tay bạn vươn lên, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra, xoay người qua bên trái, cùi chỏ tay trái qua gối phải nào. Đưa tay phải ra gối trái, đưa tay trái ra phía sau. Bạn đạp căng gót chân phải, xoay cằm hướng vai trái, đẩy thẳng lưng lên. Hít thở đều, bạn giữ ở đây. 5, 4, 3, 2, 1. Từ từ hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng thân người trở lại. Thở ra, xoay người qua bên trái, mở rộng lồng ngực, mềm vai. Hít vào, hai tay vươn lên, vươn dài cơ thể. Mềm mại thở ra, xoay người sang trái. Một lần nữa hít vào, vươn hai cánh tay, nâng lên. Và thở ra, xoay người sang trái, mở rộng ngực, đẩy thẳng lưng, mềm vai. Và lần này, hít vào, bạn vươn hai cánh tay, nâng lên. Từ từ thở ra, bạn thả mềm hai tay, thả lỏng cơ thể. Rồi thu chân trái trở về. Từ đây, bạn trở về trong tư thế cái bàn. Hãy nhớ rằng, tư thế cuối cùng là tư thế giúp bạn massage cho thận và giúp thận của bạn khỏe mạnh hơn. Hãy nhớ tập đến hết nha, xem đến hết. Hai tay mở rộng song song bằng vai. Hai chân mở rộng song song bằng hông, xoay căng lòng bàn tay bám xuống thảm. Từ đây, hít vào thật sâu, bạn cuộn xương cụt hướng lên trên, chũng nhẹ thắt lưng, mở vai, duỗi ngực, ghì vai xa tay. Từ từ thở ra thật chậm, cuộn đỉnh mông hướng xuống thảm, cuộn tròn các đốt sống đầy gù lưng trên, khép cằm thu về cổ. Lần hai, hít vào thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm thở hết ra. Lần ba, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm bạn thở hết ra. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Mềm mại thở ra thật chậm bạn thở hết ra cho rằng nào. Đúng rồi, và từ đây nhẹ nhàng hít vào, bạn đưa lưng trở về thẳng trong thế trung lập. Thở ra, bạn chống hai ức bàn chân, nâng gối đẩy mông hướng lên bầu trời. Nhấn lực về bàn tay đẩy lên vai, từ vai đẩy lên hông. Rồi trùng nhẹ hai gối kiễng gót chân, đưa rốn về gần đùi, cảm nhận toàn bộ lưng sau, lưng giữa, lưng dưới và vùng hông được kéo giãn khi bạn cuộn xương cụt hướng lên bầu trời. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, bước hai chân ra phía sau. Thở ra, bạn hạ chìm hông xuống thảm, duỗi hai mũi chân. Hít vào, bạn đẩy ngực, nâng cằm, rồi cuộn xương cụt hướng về rốn. Đang tác động rất là nhiều vào đáy thắt lưng và vào vùng thận của bạn. Rút rốn của bạn vào trong. Thở ra, bạn khép cằm thu cổ, thu về cổ. Nâng hông của bạn lên, chống hai ức bàn chân, nâng gối, đẩy mông hướng lên bầu trời. Hai lần nữa, thật chậm. Hít vào, bạn đẩy thân người về phía trước, duỗi hai chân ra phía sau, hạ gối xuống thảm, duỗi ngực, nâng cằm.
và khép cằm thu về cổ. Thở ra bạn nâng hông, chống ức bàn chân, nâng gối đẩy mông, hướng lên bầu trời, kiễng gót chân, cảm nhận sự kéo giãn toàn bộ mặt sau phía thân người, đặc biệt là hông và lưng dưới. Một lần nữa hít vào, đẩy người về phía trước, bước hai chân ra phía sau, hạ hông xuống thảm, duỗi ngực, nâng cằm. Mềm mại thở ra bạn khép cằm thu về cổ, nâng hông lên, chống ức bàn chân, nâng gối, đẩy mông hướng lên bầu trời. Hít thở đều bạn giữ ở đây, 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây hít vào bạn hạ gối trở về thảm, thở ra bạn duỗi mũi chân, đưa mông ngồi lên gót chân. Thôi, chúng ta sẽ đưa hai tay đặt lên đùi, đổ người sang trái và sang phải một chút xíu ha. Rồi, vừa rồi chúng ta đang tác động rất là sâu đến vùng thận và đặc biệt là tay của chúng ta được chống, giãn toàn bộ mặt sau thân người, giãn toàn bộ mặt trước thân người. Bây giờ hãy đan tay vào nhau như thế này, bạn xoay cổ tay chút xíu ha. Rồi xoay hông như này xíu để nó massage ha. Nhớ rằng là chúng ta sẽ còn 3 tư thế nữa và 3 tư thế này với tư thế cuối cùng là tư thế giúp cho bạn có thể massage được vùng thận. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở về thảm trong tư thế nằm như thế này cho Giang. Tư thế này cũng sẽ rất là tốt cho thận của mình nha. Giúp thận của bạn khỏe và đặc biệt là trong cái dấu hiệu mà Giang có chia sẻ ở đầu giờ ấy. Dấu hiệu mà nó có cái cảm giác như là mình đi tiểu tiện nhiều lần ấy, hoặc là mình cảm thấy nhiều khi là nước tiểu nó bị xón ra ấy, thì mình có thể tập bài tập này cũng rất là tốt ha. Rồi bạn hãy duỗi gối chân trái của mình ra, sau đó co gối phải lại. Hít vào một hơi thật sâu, bạn đưa hai tay ôm lấy gối phải. Thở ra kéo gối phải hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, mềm hai vai và cùi trò xuống. Nhẹ nhàng hít vào nới lỏng gối phải. Và từ từ thở ra kéo gối phải hướng về ngực. Đúng rồi. Một lần nữa, hít vào nới lỏng chân phải. Mềm mại thở ra kéo gối phải hướng về ngực. Tốt. Từ đây, bạn hạ chân phải xuống thảm, duỗi gối chân phải, co gối trái lại. Hít vào, bạn đan tay vào nhau ôm gối trái. Từ từ thở ra kéo gối trái hướng về ngực, khép cằm thu về cổ, mềm vai của bạn xuống. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào nới lỏng chân trái và thở ra kéo gối trái hướng về ngực. Một lần nữa, hít vào thật sâu. Từ từ thở ra thật chậm, bạn kéo gối trái hướng về ngực, mềm vai khép cằm thu về cổ, cảm nhận sự kéo giãn các đốt sống tác động sâu vào vùng thận, toàn bộ cơ gập hông xung quanh hông, vùng chậu được kéo giãn và thả lỏng. Từ đây, nhẹ nhàng hạ chân trái trở về thảm, bạn co gối phải trở về cùng chân trái trong tư thế bạn nâng gối lên, hướng hai chân song song bằng nhau, khoảng cách là một bàn chân ở giữa, hai chân mở rộng song song bằng hông. Hai tay của bạn úp xuống thảm. Trong tư thế thứ 5 này, bạn hãy nhớ rằng tác động rất là sâu. Tuy nhiên, tư thế thứ 6 là một tư thế tuyệt vời để giúp thận được mát xa bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ trở về trong tư thế cây cầu. Bạn nhúc nhích nhẹ hai vai, lòng bàn tay của bạn trải rộng ra, bám đều xuống thảm, lòng bàn chân hướng xuống thảm. Từ đây, nhẹ nhàng hít vào thật sâu, bạn quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, rồi kéo xương mu về phía xương ức, có thể thít chặt hậu môn lại. Mềm mại thở ra thật chậm, bạn hạ từng đốt sống trở về thảm, thả lỏng toàn bộ vùng lưng trên, lưng giữa và lưng dưới, thả mềm hơn nữa vùng hông, hạ mềm đốt sống cuối cùng chạm xuống thảm. Lần 2, hít vào thật sâu, quặn xương cụt hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên, đúng rồi, kéo xương mu về phía xương ức, đúng rồi.
Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Bạn hạ từng đốt giống hướng xuống thảm, thảm mềm hơn nữa vai, hông và lưng. Thêm một lần nữa, chậm rãi hít vào, bạn quặn xương cột hướng về rốn, nâng lưng dưới, lưng giữa và lưng trên lên. Từ từ bạn đẩy hông lên nào. Tốt lắm. Mềm mại thở ra thật chậm, thật chậm. Thả mềm các đốt sống, thả mềm các cơ xung quanh lưng và hông, hạ chìm xuống thảm. Cảm nhận sự thư giãn, thả lỏng và kết nối. Thận của bạn sẽ trở nên khỏe hơn khi liên tục được tác động với các bộ phận để có thể kết nối và lưu thông được khí huyết. Bây giờ đến bài tập số 6 rồi. Bài tập này giúp cho bạn có thể massage cho thận. Và hãy nhớ rằng bài tập này bạn nên tập hàng ngày. Bây giờ hãy nhấc hai bàn chân của bạn lên. Hai tay bạn nắm lấy hai cạnh ngoài hai chân như thế này. Hai gối bạn mở rộng sang hai bên. Hãy ngửa lòng bàn chân lên như thế này. Rồi từ đây tay thì như muốn kéo xuống, chân thì như muốn đạp lên. Bạn sẽ thấy vùng lưng, đặc biệt là phần đáy thắt lưng, nơi hai quả thận ở hai bên đang được dán xuống thảm. Bạn hãy đưa xương cụt hơi quặn nhẹ xuống thảm, mềm vai của bạn xuống. Từ đây bạn lăn người qua trái và qua phải. Liên tục và thả lỏng, liên tục mềm vai và khép cổ thu về. Liên tục quặn xương cụt hướng xuống thảm để cảm nhận sự kéo căng, thả lỏng và thư giãn. Chúng ta sẽ thêm 5 lần nữa. 5. 4. Rất là dễ chịu bài tập massage này. 3. 2. Rất là dễ chịu. 1. Rồi vẫn là massage. Bây giờ bạn hãy đưa hai bàn chân áp sát vào nhau. Hai gối của bạn đẩy sang hai bên. Hai tay đan vào nhau, ôm lấy bàn chân. Từ đây, trong tư thế này, bạn hãy mềm vai xuống, khép cằm thu về cổ. Nếu bạn cảm thấy khớp háng đang được mở ra, vùng lưng của bạn được dán xuống thảm, thì đây là một phương thức mới để chúng ta massage cho vùng thận. Từ từ bạn đưa người qua trái và qua phải, liên tục thả lỏng và massage nhiều hơn nữa cho hai quả thận nào. 5. Rất là dễ chịu. 4. 3. 2. 1. Rồi từ từ bạn đưa thân người trở về giữa. Bây giờ là cách massage thứ 3. Với 6 bài tập thì 3 bài tập là 3 phần massage khác nhau. Bây giờ bạn đưa hai tay ôm lấy gối như thế này, đan tay vào nhau, hít vào một hơi thật sâu. Thở ra bạn khép gối hướng về ngực, mềm hai vai và cùi trỏ xuống, thả lỏng cánh tay. Sau đó tiếp tục xoay người qua trái và qua phải, thả lỏng hơn nữa cho giang nha. Massage theo chiều ngang như thế này, thận của bạn rất là dễ chịu, lưng của bạn rất là dễ chịu. Và những cái dấu hiệu như là đau lưng ấy, thì bạn có thể sử dụng bài massage này vô cùng hiệu quả. Luôn luôn quặn xương cụt hướng xuống thảm để cảm nhận thật rõ phần đáy thắt lưng và toàn bộ vùng thận được massage thật sâu bạn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ trở về thảm và sau đó chúng ta sẽ massage theo chiều dọc như thế này. Chú ý chúng ta không nhấc hẳn lưng lên, chúng ta chỉ hạ xuống và đưa ra. Đó, liên tục như thế này. Bạn sẽ thấy cái lưng nó rất là dán ở dưới thảm. Và chân của bạn thì không cần chạm thảm, đầu của bạn thì không cần nhấc lên, nhưng mà phần lưng và đặc biệt là đáy thắt lưng và phần hai bên quả thận đang được massage rất là sâu. 5, 4, 3, 2, 1. Rất là dễ chịu. Từ đây bạn hạ hai chân xuống, duỗi hai gối của bạn sang hai bên như thế này. Sau đó bạn đưa hai tay xuống mông, vén hai thịt mông sang hai bên. Và đây là phần cuối cùng giúp bạn có thể phục hồi thêm vùng thận của mình, giúp cho thận có thể lọc máu tốt, thải độc tốt và giúp cho cơ thể của bạn có một sức khỏe toàn diện. Hãy nhớ rằng bài tập buổi sáng này sẽ là một bài tập tuyệt vời nếu mỗi sáng bạn tập thường xuyên. Hai tay bạn để buông xuôi theo thân như thế này, mềm vai của bạn xuống, thả lỏng toàn bộ cơ thể, thả lỏng các đốt sống mềm hơn nữa. Nhẹ nhàng đưa tâm trí về hơi thở, đưa hơi thở về vùng cột sống.
chậm chậm hít vào thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm thả lỏng thở hết ra. Lần hai, hít vào thật sâu. Và mềm mại thở ra thật chậm, từ từ thả lỏng và thở hết ra nào. Từ đây, bạn hít thở điều hòa, thả lỏng toàn bộ cơ thể để cảm nhận toàn bộ các dải tấm lưng, hông, toàn bộ các đốt sống, vùng thận và hai bên lườn đang được thư giãn và thả lỏng. Toàn bộ vùng thân trên, từ đỉnh đầu, khuôn mặt, phía sau đầu, phía cổ gáy, hai vai và cánh tay, bàn tay cùng toàn bộ thân giữa, thân dưới, cùng đùi, khớp gối, bắp chân, cổ chân và các đầu ngón chân cùng bàn chân đang được thả lỏng và thư giãn hoàn toàn. Cơ thể của bạn như một sự liên kết, kết nối để khỏe mạnh hơn, để thoải mái hơn khi khí huyết được lưu thông, khi thận được khỏe mạnh. Cảm nhận cơ thể của bạn thật nhẹ, thật mềm mại như những làn sóng đang lăn tăn trên mặt nước. Từ từ đưa tâm trí quay trở lại nơi đây. Đánh thức từng giác quan trên cơ thể bạn. Cử động 10 đầu ngón chân, 10 đầu ngón tay. Sau đó hãy mở đôi mắt và co hai gối của bạn lại. Từ từ nghiêng người qua một bên. Chống bàn tay, bạn nâng thân người ngồi dậy, khép đôi chân trong tư thế ngồi xếp bằng. Hai tay bạn đưa chắp lại phía trước ngực, thả mềm vai, thả lỏng cơ thể, xoa nóng bàn tay, xoa thật nóng lên như thế này, xoa thật nóng lên, nóng hơn chút nữa, thật nóng, đúng rồi. Sau đó đưa hai tay áp về vùng mắt, cảm nhận vùng mắt đang được chườm ấm lên, hơi ấm được truyền sâu vào trong hốc mắt. Biết ơn đôi mắt này, biết ơn hai quả thận này, biết ơn thân thể này và tâm trí cùng hơi thở này đã giúp tôi cảm nhận thế giới quan xung quanh và cảm nhận tình cảm của những người yêu thương nhất. Từ từ bạn khẽ mở đôi mắt, tay đưa ra xa, mắt nhìn theo tay. Hai tay chắp lại, ngón cái chạm trước ấn đường, nơi khai mở con mắt thứ ba. Từ từ hạ xuống ngực, nơi trái tim của bạn đang ngự trị, cúi đầu xuống, hướng ánh nhìn về trái tim yêu thương. Và cùng nói lời chào nhau. Namaste. Cảm ơn bạn đã luyện tập cùng với Tuệ Giang. Một bài tập buổi sáng tuyệt vời dành cho bạn đúng không nào? Nhớ rằng buổi sáng thức dậy mà tập bài tập này sẽ giúp cho bạn luôn luôn khỏe mạnh, thận của bạn luôn luôn khỏe mạnh và không lo bệnh tật nữa. Nhớ đăng ký kênh để nhận được video của Tuệ Giang mỗi ngày. Nhấn vào nút like để đánh dấu rằng bạn đã luyện tập bài này và để lại comment những cảm xúc tuyệt vời nhất dành cho bạn. Lưu lại nó giúp cho bạn có thể khỏe hơn nữa trong cảm xúc và vùng thận của bạn khỏe mạnh hơn. Và nhớ nha,
share video này cho những người thân của mình để giúp họ cũng có được bộ phận thận khỏe mạnh giống như bạn. Hẹn gặp bạn ở trong các video tiếp theo. Chúc mừng bạn đã xem hết video cùng với Tuệ Giang. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy bấm vào nút đăng ký hình tròn ở giữa màn hình hoặc có thể xem những video tiếp theo ở phía tay trái hoặc bên tay phải. Xin chào và hẹn gặp bạn ở những video tiếp theo.